Welcome to our new lesson today. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với bài học mới, bài số 15 phần Language Focus. Trước khi đi vào bài học, cô cùng và các em cùng quan sát một vài bức tranh và chúng ta mô tả về các bức tranh đó các em nhé. Now the first picture. Chúng ta nhìn vào bức tranh thứ nhất thì chúng ta dễ dàng nói như thế này. The price of petrol is going down và giá xăng dầu thì đang giảm. Now the second picture, what is the baby doing? bạn nhìn vào bức tranh thứ hai thì đứa trẻ này đang làm gì? ah, à, the baby is listening to music. đứa trẻ này đang nghe nhạc. And another picture, what is the boy doing? cậu bé này đang làm gì? the boy is turning off the light, or the boy is turning the light off. vậy cậu bé này đang tắt bóng đèn and another picture. Now what is this? This is coronavirus. Uh, do you like the coronavirus? Các em có thích loại virus này không? No, nobody. Vậy không ai thích loại virus này hết. Vậy chúng ta có thể nói như thế này. Everyone is looking forward to the coronavirus disappearance. Mọi người đều trông chờ cái sự biến mất của virus này. Sau khi quan sát các bức tranh thì chúng ta cùng cô chú ý những cụm từ. Now, go down. Turn the light off. Listen to music. Look forward to coronavirus disappearance. Now, what are they? Vậy những cụm từ này là gì? They are phrasal verbs. Những cụm từ này chính là cụm động từ chúng ta đã được học trong bài số 14 và ngày hôm nay cô và các em cùng đến với những cụm từ này và hình thức của nó như thế nào vậy phrasal verb cụm động từ thì được cáo tạo bởi một động từ cộng với phần tiểu từ và tiểu từ của nó là gì chúng ta chú ý vào cụm đầu tiên go down vậy động từ cộng với trạng từ turns the lights off động từ cộng với lại tăng ngữ và giới từ Listen to music. Động từ cộng giới từ và cộng tân ngữ. Look forward to. Động từ cộng trạng từ, giới từ và tân ngữ. Vậy phrasal verb gồm những loại nào? Chúng ta có hai loại phrasal verbs. Intransitive phrasal verbs, transitive phrasal verbs cụm động từ nội động từ và cụm động từ ngoại động từ. Vậy chúng ta đã học phần này trong phần unit thứ 12, phần language focus. Vậy nội động từ là gì? Chúng ta lưu ý là những động từ nội động từ thì chúng ta sẽ có động từ cộng phần tiểu từ và không có tăng ngữ đi kèm. Now look at some words. Get up, go up, go down, come down. Và đây là những cụm động từ và không có tăng ngữ đi kèm. Now look at my example. I get up early in the morning. Và động từ get up của cô ở đây là không có tăng ngữ đi kèm và được gọi là intransitive phrasal verb. Và loại thứ hai của cô ở đây là transitive verb. Vậy đây là ngoại động từ. Và chúng ta lưu ý là ngoại động từ là động từ có tăng ngữ đi kèm, gồm các dạng động từ cộng với tiểu từ và tăng ngữ, động từ cộng tăng ngữ và cộng với tiểu từ, hoặc là động từ cộng trạng từ cộng giới từ và cộng tăng ngữ. Now look at some phrasal verbs. Turn on, look up, look forward to. Đây là những động từ mà có tăng ngữ đi kèm, gọi là transitive phrasal verbs. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cụm động từ ngoại động từ. Vậy transitive phrasal verbs chúng ta cũng có hai loại. Inseparable and Trường hợp loại động từ thứ nhất là chúng ta không thể tách tăng ngữ ra được và trường hợp thứ hai là loại chúng ta có thể tách tăng ngữ ra đặt ở giữa động từ và tiểu từ hoặc là nằm sau tiểu từ. Now look at my example. As she is looking after the baby. Vậy cô ấy đang trong đứa trẻ. Vậy động từ này là một động từ mà không thể tách tăng ngữ ra được Cô không thể nói là she looking the baby after Nếu chúng ta thấy một câu như vậy là cao đó sai Và trường hợp thứ hai là separable Cụm động từ có thể tách tăng ngữ ra được It means that the object can be put either between the verb and the particles or after the particle Vậy, trường hợp có thể tách tăng ngữ ra được thì tăng ngữ có thể đã nằm ở giữa động từ và tiểu từ hoặc là nằm sau các tiểu từ. Now look at my example. Now I looked the new word up in the dictionary. Vậy tăng ngữ của cô ở đây là the new word. Cô có thể nói theo cách thứ hai. I looked up the new words in the dictionary. Vậy trong trường hợp ví dụ thứ hai của cô thì tăng ngữ nằm sau cụm động từ. Và nếu trong trường hợp cô thay the new world bằng đại từ it thì cô có thể nói một cách khác I looked it up in the dictionary Vậy chúng ta lưu ý it là một đại từ thì chúng ta không có trường hợp thứ hai có nghĩa là chúng ta không thể đặt tăng ngữ vào giữa động từ và tiểu từ Chúng ta lưu ý điểm này cho cô Vậy tăng ngữ là đại từ là gồm những tăng ngữ nào it, me, her, him, us, them, etc vậy trong trường hợp này thì tăng ngữ là đại từ thì chúng ta chỉ được đặt ở giữa động từ và các tiểu từ các em lưu ý cái điểm này cho cô các em nhé vậy cô và các em vừa mới ôn qua phần lý thuyết về phrasal verb cụm động từ vậy chúng ta nhớ khi nào là những động từ mà intransitive nội no động từ không cần tăng ngữ và khi nào là transitive những cụm động từ ngoại động từ có đi tăng ngữ đi kèm và những lưu ý nhỏ của cô Trước khi chúng ta đi vào phần bài tập thì cô và các em cùng quan sát một số bức tranh và mô, dùng cụm động từ để mô tả các bức tranh đó Now look at the first picture Now what is the teacher doing? Yes, the teacher is explaining the lesson to the student Quan sát vào bức tranh thứ nhất chúng ta thấy là cô giáo đang giảng bài cho học sinh Vậy chúng ta có cụm động từ explain something to somebody Giải thích điều gì cho ai Bức tranh số 2 Đây là một hành động chỉ vào cái gì Vậy point something at Bức tranh số 3 Chúng ta thấy cậu bé này đang cười Rất là thoải mái Vậy chúng ta có cụm động từ là lot at Bức tranh tiếp theo rất là dễ dàng bởi vì chúng ta đã gặp trong ví dụ của cô Listen to something, lắng nghe điều gì và bức tranh tiếp theo là hành động ở đây là nhìn rất là lao Vậy thì chúng ta gọi là stare at, nhìn chằm chằm vào ai đó Trong bức tranh tiếp theo, những cầu thủ này đang ném bóng vào lưới Vậy chúng ta dùng cụm động từ throw something at, ném cái gì Và động từ throw chúng ta còn đi với giới từ away, throw away Có nghĩa là vứt bỏ cái gì và bức tranh cuối cùng, chúng ta có cụm từ invite, somebody to Vậy mời ai đến đâu? Vậy chúng ta cùng nhau nhìn lướt lại các động từ nằm một lần nữa trước khi chúng ta đi vào bài tập các em nhé Now exercise one Choose one of the following verbs in the correct form plus the correct preposition to complete the sentence Bài tập thứ nhất yêu cầu chúng ta là chọn một trong những động từ với hình thức đúng của nó cộng với một giới từ thích hợp để điền vào các cao sau. Vậy trước hết là chúng ta nhìn lại tất cả các động từ trong khung của cô, sau đó chúng ta nhớ lại những giới từ đi kèm và chúng ta mới vừa à, quan sát các bức tranh để chúng ta đi ra vào làm bài tập số 1 cho tốt. Nào number quản À câu số 1 chúng ta tạm dịch là à tôi cái gì đó đồng hồ để xem là mấy giờ và trong này có những động từ glance at, stare at và theo nghĩa thì chúng ta sẽ chọn động từ glance và dấu hiệu nhận biết của chúng ta để chúng ta chia thì trong câu này đó chính là was vậy ở đây động từ glance cô sẽ chia ở thì quá khứ và vad glance at trong câu số 2 chúng ta hiểu như sau à, chúng tôi được gì đó đến bữa tiệc nhưng không may là chúng tôi không thể đến vậy ở đây chúng ta nhìn tất cả các động từ thì động từ invite là thích hợp nghĩa trong câu này và dấu hiệu nhận biết để chúng ta chia động từ advise ở đây chính là with à, we've been bị động của thì hiện tại hoàn thành nên động từ invite chúng ta chia bằng cách là thêm ed vào đi với giới từ to và chúng ta đến với câu số 3 nhìn vào câu số 3 thì động từ đứng đầu câu nên ở đây sẽ chia hình thức là bare infinity vậy dựa vào nghĩa à làm ơn gì đó tôi, tôi có một vài thông tin quan trọng để kể với bạn. Vậy thì, nghĩa trong câu này so với các động từ còn lại, chúng ta sẽ dùng động từ listen và đi với giới từ to ở hình thức band infinity Now, number 4. Vậy nhìn các số 4 thì động từ đi sau dot Vậy ở đây là hình thức band infinity Theo nghĩa của câu này, thì đừng có gì đó hòn đá vào chú chim. Vậy điều đó là cấm theo nghĩa cô sẽ chọn động từ ở đây là point đi với giới tử at. Và câu số 5, theo nghĩa của câu số 5 là người phụ nữ, người mà ngồi đối diện tôi ở trên tàu thì cứ tiếp tục gì đó tôi. Bây giờ còn lại động từ đó là stare, có nghĩa là nhìn chằm chằm. Vậy chúng ta cho hình thức đúng vào động từ này bằng cách dựa vào dấu hiệu nhận biết ở đây là cat, keep là cộng với lại động từ thêm in và staring at. Câu số 6 theo nghĩa là Sally và Kevin thì đã có một cuộc tranh cãi và bây giờ thì họ không như thế nào đó với nhau. Vậy theo nghĩa của câu số 6 sẽ là nói. Dấu hiệu nhận biết để chọn thì trong câu này đó là now they are và ở đây đang dùng thì hiện tại tiếp diễn nên cô cần động từ thêm in và speaking to. Và chúng ta đến với câu số 7. Be careful with those scissors. Don't fluff them. Mỹ. Vậy chúng ta còn hai động từ explain và point. Vậy theo nghĩa câu này là hãy cẩn thận với cái kéo, đừng có chỉ chúng vào tôi. Và động từ chúng ta chọn ở đây sẽ là point at. Và chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. À, các em nhớ ôn lại các cụm động từ này vì cụm động từ này cũng rất là hay gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2 Match the phrase verb Chúng ta cùng nhau đến với bài tập số 2 Chúng ta à, nối các, các cụm động từ Ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B Now look at number 1 Chúng ta cùng nhau đến với lại cụm từ số 1 Ask somebody for something Ask có nghĩa là yêu cầu Vậy chúng ta có trong cụm từ Ask somebody for something nghĩa là Hỏi hoặc là xin ai về điều gì Chúng ta thường gặp nghĩa là xin cái gì Cụm từ số 2 Apply for something Vậy, cụm từ này chúng ta đã gặp trong unit 6 à, Apply for something Nghĩa là xin việc hoặc là xin học Và apply to something Vậy, chúng ta lưu ý sự khác nhau ở đây là Apply for something To somebody or something Vậy, cụm từ số 3 có nghĩa là hỏi điều gì hoặc là nộp cho ai. Và chúng ta đến với cụm từ số 4, discuss something. Discuss có nghĩa là thảo luận về điều gì đó. Khi chúng ta dịch thì chúng ta nghe là về nhưng mà trong động từ này thì không có giới từ đi kèm. Và đối với cụm từ số 5 thì have a discussion about. Vậy đối với danh từ discussion thì chúng ta thấy có xuất hiện giới từ about đi kèm. Chúng ta lưu ý sự khác nhau của hai từ này. Vậy, discuss something, thảo luận về điều gì. Và have discussion about something là có một cuộc thảo luận gì về điều gì đó. Cụm từ số 6, wait for, nghĩa là đợi ai hoặc là đợi điều gì. Talk to somebody about something. Vậy, talk là nói với ai về điều gì. Chúng ta lưu ý to somebody about something. Cụm từ số 8, invite somebody to somewhere, có nghĩa là mời ai đó đến đâu. Và cụm từ tiếp theo, search somebody for something or somebody, vậy tìm kiếm ai. Và chúng ta đến với cụm từ cuối cùng đó là leave somewhere for, có nghĩa là rời một nơi nào đó để đến nơi nào. Chúng ta cùng nhau quan sát lại 10 cụm từ của cô vừa mới giảng Và chúng ta đi đến với bài tập số 3 Bài tập số 3 Fill in each blank with an appropriate preposition Điền vào mỗi chỗ trống với một giới từ thích hợp Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu số 1 You're always asking me, blah blah money at somebody else for change Vậy trong câu số 1 này chúng ta nhận ra được Động từ add somebody, money. Vậy, giới từ chúng ta điền vào ở đây sẽ là for. at somebody for something, nghĩa là xin ai, à, cái gì. Bây giờ, câu này chúng ta tạm hiểu như thế này. Bạn luôn luôn là xin tiền tôi, làm hơn là hãy xin một người khác. Chúng ta quan sát câu số 2 và câu số 3. Vậy, câu số 2 thì chúng ta dễ nhận ra ở đây là apply a attract và apply trong câu này là xin việc và giới từ cô sẽ chọn ở đây sẽ là apply for a job và câu số 3 thì nếu như mà tôi muốn có một công việc trong công ty này thì ai là người tôi phải xin vậy trong trường hợp câu số 2 ở đây là apply for a job và câu số 3 ở đây là apply to someone vậy chúng ta lưu ý hai cụm từ này và giới từ trong câu số 2 cô điền là for và giới từ trong câu số 3 sẽ là to. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 4. I've searched everywhere, John, but I haven't been to able to find him. Vậy trong câu số 4 là chúng ta nhận ra được động từ search, search everywhere đi với giới từ for. Và chúng ta có cụm từ này có nghĩa là tìm kiếm ai. Câu số 4 cô tạm dịch là tìm kiếm John khắp nơi nhưng mà tôi không thể tìm thấy được anh ấy. Và câu số 5. I don't want to talk. What happened last night? Let's forget it. À, tôi không muốn nói về những gì mà xảy ra tối hôm qua. Hãy quay nó đi. Vậy thì trong câu này talk about something. Giới từ cô chọn trong câu này sẽ là about. Và chúng ta cùng nhau đến với câu số 6 và câu số 7. Vậy trong câu số 6 thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy discuss ở đây là một động từ và câu số 7 là discussion bao danh ở đây là danh từ. Vậy trong bài trước cô có nhắc các em về à hai từ này. Discuss something but have discussion about something. Vậy trong câu số 7 là danh từ và câu số 6 thì discuss ở đây là động từ. Vậy chúng ta lưu ý câu số 6 chúng ta sẽ không điền giới từ gì Và câu số 7 giới từ chúng ta sẽ điền vào đó là ở about Câu số 6 cô dịch như sau à, Tôi không muốn thảo luận về những gì xảy ra vào tối hôm qua Chúng ta hãy quên nó đi Và câu số 7 thì chúng tôi có một cuộc thảo luận à, rất là thú vị về vấn đề này Nhưng mà chúng tôi vẫn đã chưa đưa ra quyết định Và chúng ta lưu ý sự khác biệt của động từ discuss và danh từ discussion about Vừa rồi cô và các em cùng nhau tìm hiểu một số bài tập về phần phrasal verb cùng động từ. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một bài tập nhỏ. À, bài tập của cô gồm có 10 câu, gồm có phần à, trắc nghiệp và phần đồng nghĩa và trái nghĩa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng câu một. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu số 1. He is the at not winning the competition. But he will soon blah uh, blah it. Phương án A của chúng ta là take CARTER là giống, get over là vượt qua. Cụm từ này chúng ta gặp trong phần language focus của bài số 14 bốn. Uh, Look after chăm sóc, go over xem xét kỹ lưỡng. Theo nghĩa của câu số 1 anh ấy đã thất vọng về việc là không chiến thắng trong cuộc thi, nhưng chẳng bao lâu thì anh ấy sẽ vượt qua được nó theo nghĩa cao này đáp án của chọn ở đây sẽ là b get over vượt qua cao số 2, cụm từ đầu tiên go up tăng lên give in nhường nhượng à, go on tiếp tục give up từ bỏ và cao này cũng rất là dễ à, theo nghĩa là bác sĩ khuyên peter là phải ngừng hút thuốc và phương án của chọn ở đây là đáp án d Chúng ta cùng nhau đến với cao số 3 Cụm từ đầu tiên, leave for Chúng ta vừa mới học, đó nghĩa là rời một nơi nào để đến một nơi nào Leave off là dừng Get on là lên xe Get up, xuống xe Vậy, theo nghĩa của cao số 3 là Kay và Sonia có một chuyến vòng quanh châu Âu Bây giờ thì họ đang ở Rome Và ngày mai họ sẽ rời Rome để đến Venice và đáp án của chúng ta trong câu số 3 là leave for Câu số 4 Chúng ta quan sát câu số 4 Chúng ta thấy có bốn cụm động từ Và looked down on Có nghĩa là coi thường, khinh thường Lose start with là mất liên lạc Keep pay with là đuổi kịp Look forward to là trong đời Và theo nghĩa của câu số 4 Nếu người phụ nữ không đi ra ngoài làm việc thì họ sẽ mất liên lạc với các hoạt động xã hội. Vậy trong câu này theo nghĩa cô sẽ chọn đáp án B. Chúng ta cùng nhau đến với lại câu 5 6 7, đây là dạng động hình thức tìm từ đồng nghĩa. Theo câu số 5 thì cụm từ đầu tiên là went on, vậy cụm từ này có nghĩa là à tiếp tục. Went up. Went up ở đây có nghĩa là rung chuông à, bom thì chúng ta có thể dùng theo nghĩa là nổ hoặc là thức ăn thì có thể là hôi hoặc là thiêu à, got là bước lên và gót down là bước xuống vậy câu số 5 này tạm dịch là quả bom thì khi đó trong gara may mắn là không ai bị thương và động từ exploded ở đây có nghĩa là nổ vậy đáp án cô chọn trong câu này là câu b câu số 6 của chúng ta cũng là một cao đồng nghĩa vậy chúng ta nhìn vào phương án a complain than phiền exchange trao đổi explain giải thích arrange có nghĩa là sắp xếp vậy cao số 6 này trong ngữ cảnh này chúng ta sẽ dịch như sau anh ấy bị bão là phải gì đó sự có mặt của anh ấy tại hiện trường vụ à, trộm vậy thì theo nghĩa của cao này chúng ta sẽ chọn c là đáp án đúng và chúng ta tiếp tục đến với câu số 7. The whole village was wiped out in the bombing raids. Trong câu số 7 này, chúng ta chú ý cụm động từ a Changed completely, thay đổi hoàn toàn. Clean quickly, sạch sạch một cách nhanh chóng. Destroy completely, bị phá hủy hoàn toàn. Remove quickly, xóa sạch một cách nhanh chóng. Vậy theo nghĩa trong câu này cả ngôi làng bị gì đó trong cái vụ đánh bom vậy thì chúng ta dễ dàng nhận ra là đáp án của chúng ta là c destroy completely hoặc chúng ta có thể dùng remove completely chứ không thể là remove quickly và chúng ta cùng nhau đến với các câu 8, 9, 10. Đây là dạng cao trái nghĩa. Vậy trong câu số 1, chúng ta để ý các phương án. Put up put up a tent là dựng lều, slow down là giảm xuống chậm lại, look up là tra cứu, A turn down bác bỏ và theo nghĩa của câu này là hãy nhanh lên, chúng ta phải tăng tốc nếu như chúng ta không muốn bị bỏ nhỡ chuyến bay và chúng ta nhớ là trái nghĩa chúng ta sẽ chọn phương án ở đây là B slow down. Câu số 9 của chúng ta tạm hiểu như sau, họ đã quyết định gì đó cái chuyến đi của họ mãi cho đến cuối tháng bởi vì nặng dịch virus corona. Phương án A của chúng ta là go on, tiếp tục. Put up, trì hoãn. Put on, mặc vào. Go down là giảm. Vậy, theo nghĩa của câu này, động từ postpone ở đây có nghĩa là trì hoãn. Vậy, chúng ta đồng nghĩa là với từ put up, nhưng trái nghĩa thì với là từ go on. Chúng ta lưu ý Và chúng ta đến với cao số 10 à, Cao số 10 thì chúng ta tạm hiểu nghĩa như sau Thật là cảm giác rất là khó chịu Để biết được rằng là bạn đã bị gì đó bởi bản thân của bạn Vậy thì phương án A của chúng ta right away có nghĩa là xua sure đi à, Deceit deliberately có nghĩa là lừa, cố tình lừa ai đó Give a lift là cho hóa gia Và treat with sincerely là đối xử một cách rất là chân tình Và cao số 10 chúng ta tạm hiểu như sau Cảm giác thật là khó chịu khi mà à, biết được rằng bạn bị bản thân của bạn lừa Vậy phương án chúng ta đồng nghĩa thì sẽ là B Nhưng mà ở đây chúng ta đi tìm đáp án là trái nghĩa Nên đáp án chúng ta chọn trong cao số 10 sẽ là D và chúng ta lưu ý là đây là một cao nằm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 à, Mã đề là 401 Vừa rồi thì cô và các em cùng mà trải qua phần lý thuyết của phòng Preserve Và một số bài tập, đặc biệt là bài tập nhỏ của cô trong phần cuối cùng Vậy cô mong rằng là lý thuyết và bài tập ngày hôm nay sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc chúng ta ôn tập phần preserve vì đây là một phần khá là khó và xuất hiện thường xuyên trong đề thi trung học phổ thông quốc gia à, buổi học của chúng ta hôm nay là đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi thank you for your listening